Quy định trong tang lễ của Đức Tiến. Theo cáo phó, tang lễ của diễn viên Đức Tiến diễn ra tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 giờ địa phương, gồm các nghi thức như lễ nhập quan, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, văn nghệ tưởng niệm. Sau đó lễ an táng được tổ chức vào ngày 30 tháng 5. Chia sẻ trên livestream, ca sĩ Chi Phương Trinh cho biết, YouTube sẽ được phép quay hình trong tang lễ của Đức Tiến nhưng phải theo quy định riêng. Lúc sinh thời, Đức Tiến là một người thích quay video, livestream nên chương trình tang lễ có những YouTuber đến quay hình. Tuy nhiên, việc quay hình sẽ theo trật tự, tránh để những hình ảnh không đẹp của Đức Tiến trên YouTube. Vậy nên sẽ có những khu vực dành riêng cho YouTuber. Mong quý vị tôn trọng Bình Phương, bé mèo và gia đình. Có khu vực mọi người không nên vào, không quay cận cảnh làm mất trật tự, ca sĩ Chi Phương Trinh nói. Cũng theo ca sĩ Chi Phương Trinh, tang lễ của Đức Tiến nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp của nam diễn viên và vợ anh là Hoa hậu Bình Phương. Về phía Bình Phương, cô suy sụp và khóc nhiều khi chồng ra đi đột ngột. Bình Phương gặp khó khăn khi chi phí đám tang của chồng lên đến 80.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng. Bình Phương cho biết Đức Tiến có di nguyện được chôn cất. Thay vì hỏa thiêu, khi anh Tiến nằm xuống, tôi rất lo lắng, không biết làm sao để thực hiện được tâm nguyện của anh. Chúng tôi không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh quá. Chúng tôi đang lo trả góp cho chỗ ở hiện tại nên không tính chuyện mua đất ở Nghệ Trang. Khi liệt kê những chi phí phải trả, con số lên tới gần 80.000 USD. Tôi không biết làm cách nào. May nhờ tình thương của bạn bè và gia đình, anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ. Nhờ vậy, tôi thực hiện được tâm nguyện của anh Tiến, Bình Phương chia sẻ. Một danh hài lên tiếng việc mẹ Đức Tiến không được con dâu bảo lãnh sang Mỹ dự đám tang con trai. Trường hợp khẩn cấp thì được giải quyết khá nhanh. Nhất là những người lớn tuổi lại càng dễ được đi, không như người trẻ, Thúy Nga chia sẻ. Thời gian qua, dân mạng xôn xao chuyện mẹ Đức Tiến không thể qua Mỹ dự đám tang con trai. Danh hài Thúy Nga, một đồng nghiệp với Đức Tiến ở Mỹ lên tiếng. Tôi rất bận việc, mỗi ngày có đề tài nóng thì tôi chia sẻ với mọi người thôi chứ không có ý gì. Trên mạng bây giờ đang xôn xao chuyện vợ Đức Tiến là Bình Phương không bảo lãnh cho mẹ Đức Tiến sang Mỹ dự đám tang con trai. Thực ra, nhà có tang thì ai cũng bối rối, Bình Phương lại càng bối rối hơn. Đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi nghe tin Đức Tiến qua đời còn sốc, huống hồ là Bình Phương, còn phải sốc gấp nhiều lần. Người vợ mà nghe tin đó đương nhiên phải buồn tới mức hơi trầm cảm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên tới giờ cũng không thể kịp để mẹ Đức Tiến qua Mỹ dự đám tang nữa rồi. Sau đám tang, mẹ Đức Tiến có thể qua được để dự lễ 49 ngày, 100 ngày mà không cần Bình Phương bảo lãnh. Trong lúc ai cũng bối rối thì bản thân mình có thể tự làm giấy tờ qua Mỹ mà không cần phải nhờ người khác bảo lãnh. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để sau này ai rơi vào trường hợp như mẹ Đức Tiến thì có thể qua Mỹ được. Mọi người có thể thuê một người làm hồ sơ khẩn để ra đại sứ quán phỏng vấn gấp xin visa qua Mỹ dự đám tang người thân ngay. Bây giờ cứ ngồi chờ người này, người kia thì trễ mất tang lễ rồi. Nếu ngay từ ngày đầu tiên, mẹ Đức Tiến tự đi xin liền bộ hồ sơ qua Mỹ thăm con thì cũng được đi liền chứ không cần ai bảo lãnh hay thư mời. Giờ đã ở Mỹ rồi. Trường hợp khẩn cấp thì được giải quyết khá nhanh. Nhất là những người lớn tuổi lại càng dễ được đi, không như người trẻ. Tôi có nhiều người thân, bạn bè lớn tuổi chỉ cần mua hồ sơ làm phỏng vấn rồi khi tới đại sứ quán nói lý do muốn qua Mỹ du lịch, tham quan là 10 người đậu cả 10. Tôi thấy trên mạng nhiều người thắc mắc sao không ai lo giấy tờ cho mẹ Đức Tiến qua Mỹ. Đó là chuyện của gia đình họ, tôi không biết. Tôi chỉ muốn nói, ai cũng có thể tự làm giấy tờ để xin đi Mỹ được. Tôi chia sẻ để mọi người có thêm kinh nghiệm. Tôi nghe câu chuyện mẹ Đức Tiến xong thấy rất thương vì mẹ nào cũng chỉ có một con thôi. Tình trạng như vậy rất tội cho bà, còn Bình Phương lại đang đau buồn, bối rối, không biết làm gì.